らっしゃいませ。じゃあ、おいしそう。buồn chót yêu từ lâu quán xá gì mà buồn chán thế nhỉ bâng khuâng nhớ ai năm nào hẹn hò nhau dưới hoa anh đào mình nói chuyện ngày sau à, thôi đi về nhỉ chẳng ai phục vụ gì để ngồi chặn hai đầu như này nữa rồi lôi tí cho tôi về cái Xem xe mê xe. Hey. Yeah. Xin chào quý khách. Dạ. Dạ, quý khách từ nãy giờ không phải là tụi em buồn đâu. Là tại vì tụi em phải tích trữ năng lượng để đúng 8 giờ sáng là tụi em bung ra tụi em nhảy nhót như vậy đó. Dạ đúng rồi. Hóa ra nó chỉ là set up thôi đúng không? Dạ đúng. Bắt đầu mà khách vào phải ngồi vào chỗ này nọ. Dạ 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 đúng rồi. Có gì xuất sắc đấy nhỉ? Vui vui vui. Ê ê ê. Vui vui. Đây đây con này là thằng nào? Đứng lên. Cướp mà. Con này là thằng nào? Dạ dạ con này là thằng nào là anh cũng thích hỏi gì là, con này là con gì hay là thằng này là con nào thằng này là con gì thằng à đó nó là à, con bò à, dạ đây là tiệm người Nhật đúng không tiệm quán ăn Nhật đúng không dạ đúng rồi từ à, quán Nhật hey dạ thì bây giờ nếu mà mình đi quý khách muốn ăn thì chúng tôi sẽ chuẩn bị cho quý khách một món ngon nhất của tiệm chúng tôi đó chính là món sushi thỏa thân đó đây là món sushi bò thỏa thân mời quý khách rồi ăn sao thì đó thì ăn thì lấy đũa gấp ăn thôi tự nhiên cái đàn hát ca sướng chi mệt quá à. Ê ê đừng 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 quý khách đừng cái đó là cái cổ ăn ăn gấp cái đó là cắp cổ ra là nghẹt thở chết đó đừng có gấp ngay cái nhũ bò nó nhột quá vậy ngắn chết á ê đừng 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 quý khách đừng thôi bây giờ đừng gấp nữa em đây là em chỉ bán nghệ không bán thân nghệ là như thế nào dạ đây em bán củ nghệ là quý khách ờ à, đó dạ. Hợp lý ăn nghệ đỡ đi đừng ăn thế tóm lại là bây giờ thì có cho ăn không thế vậy nằm thế xải lai ra đây xong trần chuồng ra đây xong bắt người ta không ăn cái này không ăn cái kia à thôi nhưng mà bây giờ ăn cái khác đi đừng đừng ăn thịt em được ông này ông bắt em lên nằm vậy đó thì bây giờ bạn cái món gì thì giới thiệu ra đây sushi để xải lai ra đây xong không cho con người ta ăn gì cả được được rồi bây giờ nếu mà muốn ăn thiệt sự thì em sẽ làm cho quý khách một món thịt bò tươi wow ủa 1 2 sao nhiều viên thế ạ dạ hai thì... thằng thì có 4 viên thôi chứ cái gì bậy bạ cái đó là thịt bò viên là con bò lóc ra thành từng viên chứ cái viên gì mà nghĩ dạ dùng dùng đi quý khách dạ mời quý khách dùng thôi để tạm đây đi quý khách dùng đi đừng coi điện thoại dạ sao vậy quý khách đừng có coi điện thoại nữa mình vô nhà hàng là mình phải ăn uống đi chứ mình đừng có vậy nữa thôi đến bây giờ quý khách không thích thì chúng tôi sẽ làm ảo thuật phục vụ cho quý khách dạ phục vụ văn nghệ nha quý khách dạ 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 đây dạ Hay không? Hay. Ôi dồi ôi. Bực mình rồi nha. Nghĩ sao đi vô quán kêu đồ ăn ra để đồ ăn mà không ăn ở đó ngồi coi điện thoại hoài vậy. Sĩ nhiên cái quán này quán nó vừa vừa thôi. Ờ. Nghĩ sao mà ra bấm im mồm. Bọn này đang xem giờ. Ê, cái này ra tập mới hả? Hai đứa nó sắp gặp nhau rồi thì cái xe mít con này lại vừa trèo lên một cái là thằng kia bị cái xe tải tông luôn. Đến lúc mà tìm được nhau rồi đấy này. Thích coi cái này chứ vừa phải thôi chứ giờ mày theo phe ổng luôn là sao giờ mày nhà hàng mà không ăn khách không ăn thì lấy cái gì buôn bán bây giờ là dẹp cái điện thoại được không người ta làm ảo thuật thì không xem người ta muốn mày quay cuồng làm đủ trò không xem bây giờ muốn cái gì thì tao bây giờ tao tay đâu nữa mà tao ăn với tao xem bây giờ tay tao phải cầm điện thoại để tao coi phim vì sao đưa anh về
Sau đó thì làm mắt thì nhìn vào đây thì có nhìn được cái gì mà biểu diễn. Bây giờ ta bỏ tiền ta vào đây ta làm gì kể ta đi được không? Kể có tiếp đi. Dạ, tại vì cái nhà hàng em quy định là khách không ăn thì không được lấy tiền á, tức là không ngon lấy tiền á. Mày nuốt gì vậy? Chứ bây giờ làm sao để cái điện thoại mà không nhìn đâu được? Bây giờ nếu mày ăn được thì làm nào mà anh? Dạ, thưa quý khách, dạ thưa con bò. Dạ bây giờ em sẽ làm một cái giá đựng điện thoại. Cái giá mà đựng được đó, cái giá đỡ điện thoại. Khi mà để lên rồi quý khách có thể vừa ăn vừa xem điện thoại. Okay. À, được đấy nhờ. Được đấy. Thở đi, ông nói không tin được, ông làm mới tin được. Dạ, ok, em sẽ chỉ. Gấp giá đỡ điện thoại đơn giản. Cách thứ nhất. Bước 1. Đầu tiên, bạn gấp đôi hình vuông rồi mở ra để lấy nếp gấp. Bạn gấp đôi hình vuông thêm lần nữa. Đừng gấp vuông góc với nếp gấp trước, mở ra lấy nếp. Bước 2, mỗi bên hình vuông, các bạn gấp hai hình tam giác ngược nhau để lấy nếp. Dạ thì sau khi em làm xong cái giá mà đỡ điện thoại rồi thì quý khách thấy sao ạ? Hay đúng không ạ? Hay sắc đấy. Hay thì bây giờ mời quý khách ăn đi ạ. Nó ăn bò viên đi ạ. Ăn bò cái gì? Cái thằng kia thì đang ở trong bệnh viện mà con này vẫn đi ăn. Bây giờ có ăn không? Ta đè cái này ta nhét vô hả? Bây giờ ăn hay không? Cái điện thoại này coi gì của người. Bực mình. Nạt luôn. Trời hết luôn. Bực mình quá rồi làm cái tiệm gì đâu mà. Có ăn quá trời à. Bực bội gần chết luôn. Thế coi tiếp đi, coi điện thoại của em này. Tập mấy nhỉ? Để tập mấy? Tập 18. Coi kệ này được. Xót đi. Ăn liều có cái gì không biết nữa chứ. Thằng kia đang trong bệnh viện mà con này nó cứ ngồi ăn được. Rồi xuất sắc là tệ. Ở đó tăng nhật tệ, tăng lên mà vẫn tệ. Còn ăn. Dạ, bây giờ. Ba, con Dạ.